Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình kênh bếp của vợ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn các cách làm gà mới lạ, thơm ngon, bổ dưỡng nhé. Nếu mà các anh chị đang tìm một cái cách chế biến gà mới thì hãy theo dõi kênh bếp của vợ ngày hôm nay với món gà thơm ngon này ha. Và đây là tất cả các nguyên liệu cùng có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là má đùi gà ha, má đùi gà đó có khoảng nửa ký. Tiếp theo đó là tỏi, hành củ và ớt, và không thể thiếu đó là bột bắp nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào sơ chế. Đầu tiên thì gà đã rửa sạch rồi nhé, và để ráo thì mình sẽ bỏ vô một cái thau lớn để mình ướp. Bây giờ thì mình sẽ mua ướp vô đây cỡ khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh muỗng cà phê hạt nêm, tiêu. Và bây giờ thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên và mình rắc vô cái phần gà nha. Và mình cứ xóc đều cho tất cả các phần hỗn hợp nguyên liệu này nó sẽ thấm đều vô cái miếng gà của chúng ta. Bây giờ mình sẽ để nó trong nó thấm nguyên liệu và chúng ta sẽ băm tỏi và hành củ cho nhỏ ra. Hành củ mình cũng băm nhỏ luôn nhé. Ớt thì mình cũng sẽ băm nhỏ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho vô đây một nửa muỗng, nửa phần tỏi và nửa phần hành củ và phần ớt vô một cái chén nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vô nước tương nhé. Nước tương thì các anh chị cho tới khoảng là một muỗng canh nước tương, hơn một muỗng canh, hai muỗng canh dầu hào luôn à, 1/3 muỗng cà phê, cả muỗng canh đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh tan cái sốt này ra và mình sẽ được cái sốt. Rồi tí mình chiên gà xong rồi mình bỏ vô nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo và cho phần dầu vô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành áo một lớp bột bắp vô cái miếng gà này để khi chúng ta chiên cho nó giòn nhé. Bột bắp mình áo vô thì mình chiên gà rất là giòn tan luôn á.
Khi mà áo bột bắp rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần gà vô chúng ta chiên cho nó vàng và giòn. Và trước khi mình bỏ thì lửa thì vẫn là lửa lớn nhé. Và khi mình bỏ xong cái số gà rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa nhỏ xuống để cái phần gà chín đều bên trong, giòn tan bên ngoài nhé. Đây là một cái cách chiên gà để cho nó giòn và để được lâu đó. Và cứ lần lượt như vậy mình chiên cho tới khi nào cái số gà của mình nó vàng và chín đều là được nhé. Những cái miếng má đùi gà của chúng ta bắt đầu vàng rồi. Đó, vàng tan, vàng và giòn tan luôn đó ạ. Khi mà chín rồi thì chúng ta sẽ lấy ra đĩa và cho nó vô cái giấy thấm dầu nhé. Những cái miếng gà giòn tan, nhìn như vậy thôi mình ăn với tương ớt cũng thấy ngon đó ạ. Vậy là mình đã chiên xong phần gà. Bây giờ thì cái chảo này chúng ta sẽ chách dầu ra nhé. Đó, những cái miếng gà giòn tan luôn á. Bây giờ thì mình sẽ chách cái dầu ra một cái tô. Và mình chỉ chừa lại ở trong đó cỡ tầm một muỗng canh dầu ăn là được nhé. Giờ em cho vô đây cỡ tầm một muỗng canh dầu ăn. Và bây giờ thì mình sẽ cho phần tỏi và hành củ vô mình phi cho thật là thơm nhé. Mình cho tỏi vô trước và khi tỏi vàng rồi thì chúng ta sẽ cho phần hành củ. Khi mà tất cả các nguyên liệu đã thơm rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây 1/3 chén nước. Và mình sẽ cho cái phần sốt này vô luôn. Chán cái chén. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nấu cái sốt này cho nó sánh lại. Thì mình mới cho gà vô ạ. Và các anh chị nêm nếm cái phần sốt coi đã vừa ăn chưa nhé. Nếu mà chưa vừa ăn thì mình có thể gia giảm theo khẩu vị của gia đình của mình. Và khi mà cái sốt nó sánh rồi thì chúng ta sẽ cho cái miếng gà vô. Và mình nấu cho cái phần sốt này nó rút vô cái miếng gà của chúng ta là chúng ta đã có một cái món gà chiên sốt dầu hào rất là ngon và hấp dẫn rồi đó ạ. Vậy là đã rút hết nước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bày ra đĩa và cùng nhau thưởng thức món gà này nhé. Và đây là thành phẩm của chúng ta vào bếp từ nãy giờ với món gà sốt dầu hào. Các anh chị có thấy video của kênh Bếp của Vợ hôm nay chia sẻ thật là hữu ích với món gà mới này không ạ? À? Nếu mà thấy kênh Bếp của Vợ chia sẻ thật là đơn giản, dễ làm thì hãy cho kênh Bếp của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp của Vợ nhé. Rồi, kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ. À.